Dạ, chào mừng quý cô chú anh chị đã trở lại với kênh của Chích Chè Bông nha. Cả nhà ơi, ngày hôm nay bên vườn mai nhà em quá trời giống mai đẹp về luôn cả nhà. Và đặc biệt ngày nay thì bên vườn mai nhà em có một cái lô mai dảo siêu nụ, hàng chơi Tết, cây mini. Nhưng mà đặc biệt giá rất là ưu đãi cả nhà, chỉ có 80.000 một cây thôi. Mà khi chúng ta lấy 5 cây chúng ta còn được bao ship. Và đặc biệt là cái giống dảo siêu nụ này cả nhà biết không, nó rất là dễ chăm, dễ trồng. Đặc biệt nó thích hợp cho tất cả các cái khí hậu ở miền Bắc, miền Trung, miền Nam. Cho nên là cái giống này hiện tại đang rất là hot hiện nay luôn cả nhà. Thì không phải để cả nhà chờ lâu nữa thì xin mời chúng ta hãy vào xem cây nha cả nhà. Đây, cây á, thì như thế này đây cả nhà. Bên này, lấy lâu này đi. Rồi, đây. Đây cả nhà ơi. Đó, cây thì như thế này nha. Đế nè, củ đế nha cả nhà, củ nở, đa số là củ nở và nụ thì rất là nhiều nha cả nhà. Đây, đây là những cái nụ kim ha. Bây giờ hè như thế này là chúng ta chơi Tết ok nha. Cây thì liền cốt được tầm khoảng 80 đến 90%. Đó, cây như thế này em bán có 80.000 thôi cả nhà, có 80.000 một cây thôi nha. Rồi, em bước vào đây cho khách coi thêm nhiều cái cây nữa nha. Rất là nhiều cây đẹp không luôn á cả nhà. Trời ơi, đây có đế trái bí nữa nè. Nè, đế nè. Rất là đẹp luôn nha. Đây, chiều cao của cây thì tầm khoảng 2 gang tay của em thì tầm khoảng 35 cm nha cả nhà. Giá chỉ có 80.000. Và đặc biệt ngày hôm nay bên vườn mai nhà em về một cái giống mai rất là lạ và rất là đẹp luôn, đó chính là kem viền vàng. Vì sao người ta gọi là kem viền vàng cả nhà? Bởi vì hoa của nó là màu kem và đặc biệt ở ngoài cái vòng cánh của nó là màu vàng nha cả nhà, cho nên người ta gọi là kem viền vàng. Thì sau đây thì xin mời chúng ta hãy cùng xem cây nha. Và đặc biệt lô này ngày hôm nay thì nó có nút nụ rất là nhiều. Trời ơi, nè cả nhà nhìn nè. Đây, nụ nha, đây là nụ nha cả nhà. Rất là đẹp luôn nha. Và đặc biệt cây này liền cốt 100%. Đó, lâu lâu mới có những cái cây đẹp như thế này. Nụ thì nhiều ha. Chiều cao cũng tầm khoảng 35 cm. Và đặc biệt hàng này liền cốt 3 mùa nha cả nhà. Loại này em bán chúng ta 190.000 một cây. Ba cây chúng ta được bao phí vận chuyển nha. Đây là kem viền vàng nha cả nhà. Rồi, ngoài cái loại kem viền vàng này nữa thì em sẽ có một cái loại móng rồng. Nó mọc cái móng y như là con rồng luôn nha. Rồi bây giờ chúng ta hãy cùng xem cây nha cả nhà. Đây, trời ơi, nó nhỏ nhưng mà nó có vỏ nha. Nó nhỏ nhưng mà nó có vỏ. Đây cả nhà nhìn nè. Nó mọc y như cái móng của con rồng ha cả nhà. Đó, đây thì cái này rồi nó chơi một cái nghệ thuật như thế này thôi nha. Đó, thì em cũng không có nhiều, chỉ có một số cây thôi. Em bán chúng ta giá là 150 một cây nha. Đó, đây. Cây nào nó cũng mọc móng hết đây nè. Nè, đây cái này cũng mọc móng luôn nè cả nhà. Đó, 150 thôi nha. Hai cây thì chúng ta được bao ship ha. Rồi, thêm một cái nghệ thuật nữa đó chính là nu xù nha. Nu xù. Nu xù vì sao gọi là nu xù? Bởi vì ghép chỗ nào nu chỗ đó, ghép chỗ nào xù chỗ đó. Đây em sẽ tháo cái chỗ mắc ghép ra cho cả nhà mình xem. Đây, một cái nghệ thuật nha cả nhà. Nu ra như thế này ha. Ví dụ như chúng ta không thích cái này, chúng ta có thể ghép tạo nghệ thuật vào các cái gốc mai lớn á cả nhà. Thì chúng ta ghép cho nó nu ra, xong rồi chúng ta cắt bỏ, ghép chỗ khác nu ra cắt. Thì thành ra cái cây giống như cây nu xù ha. Đó. Rồi, cái này 100 nha cả nhà. Đó chính là cái giống mai bên vườn mai nhà em. Nếu mà ai thích thì cứ alo bên vườn mai nhà em và bấm đăng ký kênh nha. Em còn rất rất là nhiều cái video mới lạ nữa nha cả nhà. Xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi nha.